Dạ, con chào ông nội. Ông nội bán gì vậy ông nội? Bán lưng. Dạ, dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau vườn. Dạ. Dạ, dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán gà vịt nè. Dạ, dạ, con chào nội. Nội ơi, nội bán gì vậy nội? Bán khổ phấn. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi đến một cái ngôi chợ có tên là chợ Bến Tranh để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Và để em thay mặt tấm lòng của hai cô nhà hảo tâm. Đầu tiên là cô Đầm Trần ở Mỹ mà em còn giữ số tiền của cô ấy là 3.100.000 ở đây. Thì em sẽ thay mặt cô để gửi hết đến với những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Sau khi mà em đã gửi hết tấm lòng của cô Đầm Trần thì em sẽ tới tấm lòng của cô Thuần ở bên Úc và có gửi về cho em là 5 triệu. Cô Thuần thì mong muốn là công đức cũng như phước đức của cô sẽ gửi đến cho cụ bà Ngọc Cảnh. Và đó thì trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ thay mặt hai cô và mời cô chú anh chị cùng đi đến ngôi chợ Bến Tranh để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi để trao tấm lòng hai cô đến với những hoàn cảnh lớn tuổi bớt phần nào nỗi vất vả trong cuộc sống của chú anh chị ha. Bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào trong chợ chung với em nha. Em sẽ gửi tấm lòng của cô Đầm Trần trước là 3.1 triệu trước. Chợ này thì em cũng có đi ngang một vài lần, tuy nhiên lần này thì em mới ghé đến chợ. Chợ này hình như là nó được xây dựng lại vô một cái đường hẻm nhỏ thì phải. Khu ngoài này là khu ăn uống nè cô chú anh chị. Và đây là cầu Bến Tranh. Ở đây thì cách trung tâm thành phố Mỹ Tho chắc đâu đó khoảng chừng 6 km đó cô chú anh chị. Điểm bây giờ em tới đây thì bây giờ chắc có lẽ đúng 6 giờ sáng rồi. Thành ra là số lượng người đi chợ chưa có đông lắm. Nhưng mà em thấy ngôi chợ này cũng tương đối khá là nhộn nhịp đó. Trước một cái
chợ Bến Tranh. Dạ, con chào ngoại. Ngoại, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán gà vịt nè. Dạ, gà vịt này là ngoại nuôi hay ngoại mua bán lại? Mua bán lại. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 75 tuổi rồi. 75 rồi hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Thì cũng bình thường. Dạ. Rồi một ngày mà gà vịt này nếu mà ngoại bán ngoại trừ vốn luôn ngoại còn được bao nhiêu? Rồi, nó không phải nó sẽ thua người ta bán ghi số nữa em ơi. Thua luôn hả ngoại? Nhiều khi bán lời ngàn trăm mấy, có người mấy chục, có bữa không có lời. Cách nào, tại vì họ không mua làm sao mình có lời. Dạ đúng rồi. Ngoài đây cũng khó bán quá hả ngoại? Khó bán lắm, bây giờ họ mua đồ mần nhiều nhất. Dạ. Chứ còn là mấy người nào mà ta kỹ á, thì ta mua đồ sống, người ta mướn mần. Dạ. Còn người nào ta làm biến, người ta mua đồ mần. Dạ. Vậy là bây giờ mà ngoại thì ngoại đang ở với ai? Dạ, cũng mình. À, dạ, ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông cũng mất rồi. Dạ, dạ giờ ngoại ở con mình thôi. À, còn con thì nó riêng tư hết trơn. Dạ. Dạ, thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nha. À, bữa nay cháu ở đâu lận? Cháu thì ở Vĩnh Long. Vậy hả? Nhưng mà bữa nay thì cháu xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là cô Đầm ở bên Mỹ. Dạ. Dạ, cô ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ, dạ. Mà mưu sinh vất vả như ngoại. Dạ, dạ. À, ngày hôm nay cô Đầm có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Dạ, dạ. Để cho ngoại bớt phần nào vất vả trong cuộc sống của mình nha. Thôi vậy cảm ơn cháu nha. Dạ. Thôi bà cũng chúc cháu nhiều sức khỏe. Dạ. Để cháu đi làm từ thiện cho mấy người mà lớn tuổi cũng đỡ phần nào. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại có thể ngoại đếm giúp giùm con xem cô Đầm tặng ngoại bao nhiêu. 500. Dạ. Dạ, bữa nay ngoài nhận được phần quà ngoài cảm giác như thế nào? Mừng quá. Này bán học mình cả nửa tháng cũng chưa biết có lợi được như vậy. Đồ dữ vậy đó hả ngoài? Dạ. Tại vì như dọn hồi là khi tới giờ là chưa có bán con nào. Chưa có mở hàng con nào hết. Dạ. Dạ. Chưa có bán con nào. Dạ. Dạ, ngoài có nhắn gửi gì với cô Đầm không? Dạ, đó cũng là... cũng cảm ơn. Dạ. Bây giờ cũng biết nói gì đây. Cảm ơn ngoại, hy vọng với tấm lòng cô Đầm giúp đỡ cho ngoại bớt vất vả được phần nào trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Dạ. Ông ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn ngoại, con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Chợ này có cái mảng em nhìn thấy đẹp ghê của chú anh chị. Dạ, thằng mảng ngồi bán dịch ở chỗ đó. Nếu cô chú anh chị có đi chợ Bến Tranh thì ghé mua ủng hộ ngoài với nha. Chợ này thì em không biết thanh thành bao lâu nhưng mà em thấy nó cũng tương đối khá là sạch sẽ và rộng rãi á. Dạ, con chào nội. Nội ơi, nội bán gì vậy nội? Dạ, nội bán rau hả? Dạ, nội ơi, nội có thể nội mở nón cho con hỏi thăm chút xíu được không? Dạ, dạ nội mở nón để đi con hỏi thăm chút xíu nha. Nội năm nay nội được mấy mươi rồi? 65. 65, vậy bằng cô thôi ha. Rồi một ngày cô bán rau này là cô mua bán lại hay đồ nhà? Mua bán lại. Dạ. Dạ. Vậy một ngày mà nếu cô trừ vốn luôn thì cô còn được bao nhiêu? Ít mà là ít chục mà mua đồ ăn ở nhà ngủ. Dạ. Dạ. Ít vậy đó hả cô? Dạ, dạ. Mà bây giờ cô ở với ai? Ở với mẹ già. Dạ, cô không có gia đình hả? Không. Dạ. Thì bữa nay gặp cô là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là cô Đầm ở bên Mỹ. Dạ. Cô ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà mưu sinh vất vả như cô. Thành ra ngày hôm nay cô Đầm có phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Cô đếm. Cảm ơn chú Ngân. Dạ, cô đếm giúp giùm con xem cô Đầm tặng cô bao cho nhiêu. Cho nhiều lấy nhiều chứ đếm vậy. Dạ, dạ, tại dạ, không phải tiền của con. Dạ. Thành ra cô đếm giúp giùm con đi. Dạ. Dạ. 400.
Dạ, bữa dạ, nay cảm ơn chú. Cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Vui. Dạ. Cô có nhắn gửi gì với cô Đầm không? Không. Dạ, cô Đầm là người tặng cho cô đó. Dạ dạ, về đó cảm ơn cô Đầm. Dạ. Chúc cô và mẹ sẽ có buổi cơm ngon miệng nha. Dạ. Cô giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ, cô xin phép chào cô dạ, nha. Dạ, dạ. Dạ. Bán hết sớm về sớm nha cô. Dạ. Dạ. Đây thì em thấy sạp cũng trống khá nhiều này cô chú anh chị ha. Có vẻ như người ta khó bán, người ta cũng bỏ bớt hay sao đó. Dạ. Bánh thịt bò, thịt heo. Chúng em thấy quy hoạch chợ này làm rất là sạch và đẹp luôn. Chỗ bán cá này người ta lót đá hoa cương luôn, cô chú anh chị, cho nó sạch sẽ. Dạ, con chào ngoại. À. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau vườn. Dạ. Dạ, rau vườn là ngoại đi hái hả? Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Sống mấy gần 70 tuổi rồi. Dạ. Dạ ngoại ơi, ngoại có thể ngoại mở nón cho con hỏi thăm chút xíu nha. Dạ, rồi rau này ngoại bán một ngày mà ngoại trừ chi phí cho ngoại còn được bao nhiêu? Trời ơi, chứ chừng nhiều lắm là được 100 ngàn, có khi hơn 100, có khi có 20 vậy. Ít dữ vậy đó hả ngoại? Mà ngoại lợi ích vậy thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Dạ, sống một mình. Dạ, ông ngoại ở đâu rồi ngoại? Dạ. Có ông. Ngoại không có gia đình hả? Dạ. Không có ông. Dạ. Thì bữa nay con gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Kênh YouTube của con là Khương Nhật Minh. À, Nhật Minh đúng rồi. Cảm ơn cô. Bạn của cô hoài. Dạ. Thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Đầm ở bên Mỹ. Cô ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô Đầm có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha, để cho ngoại có bữa cơm ngon miệng. Mang ơn quá. Dạ. Ngoại nhận cho cô ấy vui nha. Dạ dạ, tôi cảm ơn. Dạ. Ngoại đếm giúp giùm con xem cô Đầm tặng ngoại được bao nhiêu. Nhiều tiền quá. Dạ. Rồi tới 400. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Rất là mừng. Dạ. Dạ, tôi cũng anh vợ rồi tôi cũng cho cô thì tôi cũng cảm ơn. Mà vợ tôi cũng xin cảm ơn cái dạ. Cô là làm tài trợ. Dạ. Thận tôi vậy tôi cũng cảm ơn. Cảm ơn ngoại, chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng cô ấy. Ngoại giữ gìn sức khỏe, bán hết sớm về sớm nha. Rồi rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cậu nha. Cảm ơn ngoại, con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Tạm biệt ngoại. Dạ. Rau ngoài trong một hai đổ rau. Dạ, đa số. Dạ, đa số là rau lan. Thank you.
Dạ con chào nội. Nội ơi, nội bán gì vậy nội? Bán hủ tiếu. Dạ, mỗi thứ chút vậy đó hả nội? Dạ, mấy đồ này là nội mua bán lại hay đồ nhà? Mua đồ bán lại luôn. Dạ. Nội năm nay nội được mấy mươi rồi nội? Tết tới 76 rồi. Tết tới 76 rồi hả nội? Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? À, cũng bình thường. Dạ, chúc mừng nội. Rồi một ngày mà nội bán cái này mà nội trừ hết chi phí thì nội còn được bao nhiêu? Trừ trăm mấy, có dạ. khi mấy chục bán ế thì bán lỗ. Dạ, ít vậy đó hả nội ha. Rồi nội bán lợi ít vậy nội có lo cho ai trong gia đình không? Không, có đi đám tiệc rồi xong cái dạ. tụi nó đi làm ở thành phố không có ở nhà. Dạ, là nội ở với ai? Hai vợ chồng. Dạ, ông nội được mấy mươi rồi nội? Ông cũng bảy mấy. Dạ. Thì bữa nay gặp nội là cái duyên nha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Đầm ở bên Mỹ. Cô ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô Đầm có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ. Dạ, để cho ngoại có bữa cơm ngon miệng cùng với ông ngoại ở nhà. Ngoại đếm giúp giùm con xem. Đáng mừng chứ không mừng, con kiến nó cũng nghèo. Dạ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, cảm ơn nhà đại tử. Dạ. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng cô ấy nha. Ngoại bán hết sớm về sớm nghe ngoại. Con xin phép chào ngoại. Cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoài bán một thứ có một tí thôi cô chú anh chị. Để chợ này nó cũng bán một chút xíu thôi. Kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. À, Khương Nhật Minh. Dạ, cảm ơn hai chị nha. Dạ, chúc hai chị sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn hai chị. Dạ. Dạ. Vậy là sau ra chợ này người ta quy hoạch là chỉ có một cái khu chỗ này thôi này cô chú anh chị ha, là có người bán thôi. Dạ, con chào ngoại nha. Dạ, con về đây. Dạ, cảm ơn ngoại. Giờ đa số là người dân người ta bán ở do Phúc Trong hơi khó bán á, bắt buộc là người dân vì cuộc sống họ cũng ra bán ở ngoài, thì những người ở trong bán lại không được. Cảm ơn chị. Này là nãy bên hông vô trong chợ đó cô chú anh chị. Đó là người bán rất là ít luôn, và đa số những nhà người dân bán rất là nhiều, nhưng mà cũng không còn bao nhiêu chỗ bán đâu. Dạ, thôi em xin phép thì người kể ra nha.
Anh tên An Nhật Hương phải không? Dạ cảm ơn chị. Dạ mình phải bỏ đưa bỏ lên. Dạ cảm ơn chị. Đây có một cái căn nhà như là cái kẹo Mentos vậy cô chú anh chị ha. Dạ con chào ngoại. Ngoại chắc bằng cô thôi quá. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi cô? 62 rồi. Dạ chào bằng cô nha. Cô bán gì vậy cô? Dạ. Mật ong này là từ cây gì vậy cô? Dạ. Dạ, cái này cô bắt luôn hay cô mua bán lại? Cái này ở nhà cô mới đi bắt. Dạ, rồi bây giờ một lít bán được bao nhiêu cô? 600 lít chứ. Dạ, hay quá hấp dẫn luôn. Dạ, không. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô bán hết sớm về sớm nghe. Dạ, cô về sức khỏe. Dạ con chào ông nội. Ông nội bán gì vậy ông nội? Cá linh này. Dạ cá linh này là ông nội mua bán lại hay đồ nhà? Mua bán lại. Dạ rồi một ngày mà ông nội bán cái này ông nội trừ chi phí thì ông nội được còn được bao nhiêu? Chi phí chắc được 100 mấy vậy. Ít dữ vậy đó hả ông nội? Ông nội năm nay ông nội được mấy mươi rồi? 72 rồi ha. Hình như là con thấy bà nội ngồi bên kia ha ông nội. Dạ thì bữa nay gặp ông nội là cái duyên nha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Đầm ở tại Mỹ. Cô ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ông nội. Thành ra ngày hôm nay cô Đầm có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ông nội nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, ông nội đếm giùm con xem cô Đầm tặng ông nội bao nhiêu. 400. Dạ, bữa nay ông nội nhận được phần quà ông nội cảm giác như thế nào? Vui mừng. Dạ. Vậy ông nội có nhắn gửi gì với cô Đồng không? Vậy nhắn gửi cô Đồng mình giỏi làm được nhiều tốt đẹp hơn nữa. Cảm ơn ông nội, chúc ông nội sẽ bớt vất vả với tấm lòng cô ấy nha. Bán hết sớm về sớm nghe ông nội. Dạ con xin phép chào ông nội. Dạ. Rất là ngon. Dạ, con xin phép tạm biệt ông nội nha. Dạ, cảm ơn ông nội. Dạ con chào ông ngoại. Ông ngoại cho con hỏi thăm xíu, ông ngoại có bán gì không ông ngoại? Không có bán rồi. Dạ đi chợ phụ nhiêu giá gì vậy? Cảm ơn ông ngoại, chúc ông ngoại sức khỏe nha. Dạ, xin phép chào ông ngoại.
rồi, thôi em đã đi ra ngoài rồi. Thôi em sẽ tổng kết nha cô chú anh chị. Trong tổng số tiền 3.1 triệu của cô Tâm Trần, em còn bao nhiêu đây? 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là em còn 1 triệu. Vậy là em gửi là 2.1 triệu từ tấm lòng của cô Đâm. Dạ em chân thành cảm ơn tấm lòng cô Đâm ở tại Mỹ rất là nhiều. Em sẽ tiếp tục cô, thay mặt cô để hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở khu vợ tiếp theo. Dạ cảm ơn cô Đâm nhiều lắm. Dạ cảm ơn những cô chú anh chị đã từng ủng hộ em, cùng với em đã hỗ trợ trong khoảng những hoàn cảnh khó khăn trong khoảng thời gian vừa qua. Dạ em không quên, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị cũng như nhà Tâm để luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự trợ duyên đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm.